A Di Đà Phật, trên tay thầy đây là có một cái mẫu kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện và một cuốn vở chép tay của một quý Phật tử. Thầy muốn dùng cái phương pháp này để biến hóa cho chúng ta có một cái phương pháp để tu tập. Trong kinh Vali, Đức Phật có dạy rằng khi nào chúng ta thực hành thân, khẩu, ý được thanh tịnh và trong sạch, giờ đó được gọi là giờ tốt, tháng đó được gọi là tháng tốt và năm đó được gọi là năm tốt, và nguyện ước của chúng ta sẽ được như ý. Vậy nên khi chúng ta chép kinh là thực hành thân, khẩu, ý thanh tịnh, rồi ước nguyện sức khỏe, công việc hay gia đình đều được như ý. Các bạn nào chưa có kinh mẫu, vào cái tường Facebook để coi hai cái đường link thầy gắn trên đó nhé. Đây là một trong các cái kiểu kinh Địa Tạng được các ngài dịch giải, Phú Tử khuyên các bạn theo, của ngài Thích Chí Tịnh dịch giải rất dễ hiểu. Chúng ta chép từ đầu kinh, chỗ nào có ghi chú hay là ghi ba lần thì viết lại là được. Chép như thế chép phạt thôi. Cho tới cuối cuốn kinh, đây là một cuốn mẫu của một bạn Phật tử, mời các bạn tham khảo. Nên có hai màu mực để viết đầu đề, gọn gàng sạch sẽ, sai đâu thì gạch chân viết tiếp, đừng sợ chữ xấu hay gì nha. Chép tới cuối cuốn kinh, ta sang kinh Nhân Quả Ba Đời, chép như mẫu. Cuối cuốn kinh chúng ta ghi lại cái ước nguyện trong năm nay hay trong tương lai của chúng ta, lời Phật dạy thì chắc chắn sẽ được như ý. Cuối nữa thì các bạn ghi thông tin của các bạn để thầy có thể gửi tặng các bạn một cái tràng hạt 108 để niệm Phật, hoặc cái cây quạt, hoặc bức thư pháp chính tay thầy vẽ. Chúc các bạn tinh tấn ha.